Mỡ bụng là thuật ngữ dùng để chỉ lượng mỡ thừa tích tụ quanh vùng bụng. Mỡ bụng không chỉ ảnh hưởng đến thẩm mỹ mà còn là nguyên nhân gây ra nhiều bệnh lý nguy hiểm như tiểu đường, cao huyết áp, béo phì, tim mạch. Vậy mỡ bụng được hình thành do đâu? Làm thế nào để giảm mỡ bụng hiệu quả và an toàn? Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết này. Nguyên nhân gây mỡ bụng. Mỡ bụng có thể được phân loại thành hai loại: mỡ bụng ngoài và mỡ bụng trong. Mỡ bụng ngoài là lớp mỡ dưới da, có thể nắm được bằng tay. Mỡ bụng trong là lớp mỡ bao quanh các cơ quan nội tạng như gan, thận, ruột. Mỗi loại mỡ bụng đều có những nguyên nhân và tác hại khác nhau. Một số nguyên nhân gây mỡ bụng ngoài là ăn uống không điều độ, ăn quá nhiều calo, đường, chất béo, tinh bột sẽ khiến cơ thể không tiêu hao hết năng lượng và dư thừa sẽ được chuyển hóa thành mỡ tích tụ ở vùng bụng. Thiếu vận động, không có hoạt động thể chất đủ sẽ khiến cơ thể không đốt cháy được calo và mỡ thừa. Ngoài ra, thiếu vận động còn làm giảm khả năng trao đổi chất và tuần hoàn máu của cơ thể. Rối loạn nội tiết, một số rối loạn nội tiết như suy giáp, rối loạn nội tiết tố nữ có thể làm giảm chuyển hóa và tăng cân, dẫn đến tích tụ mỡ ở vùng bụng. Stress, khi stress, cơ thể sẽ tiết ra hormone cortisol, làm tăng ham muốn ăn ngọt và ăn nhiều hơn. Đồng thời, cortisol còn kích thích cơ thể lưu trữ mỡ ở vùng bụng để chuẩn bị cho tình huống khẩn cấp. Tuổi tác, khi già đi, chuyển hóa của cơ thể sẽ chậm lại, khó giữ được cân nặng và dáng vóc. Đặc biệt ở phụ nữ sau mãn kinh, do sự giảm estrogen sẽ dẫn đến tích tụ mỡ ở vùng bụng. Một số nguyên nhân gây mỡ bụng trong là uống rượu bia. Rượu bia chứa nhiều calo và đường, làm tăng lượng mỡ trong máu và gây gan nhiễm mỡ. Ngoài ra, rượu bia còn ức chế quá trình chuyển hóa mỡ của gan, khiến mỡ tích tụ quanh các cơ quan nội tạng. Hút thuốc làm giảm khả năng hấp thụ oxy của máu, làm giảm chuyển hóa và đốt cháy mỡ. Hút thuốc còn làm tăng cortisol, làm tăng lượng mỡ trong máu và tích tụ ở vùng bụng. Ăn nhiều chất béo bão hòa có trong thịt đỏ, bơ, phô mai là loại chất béo khó tiêu hóa và dễ gây tăng mỡ trong máu. Ăn nhiều chất béo bão hòa sẽ khiến mỡ tích tụ quanh các cơ quan nội tạng và gây mỡ bụng trong. Ăn ít chất xơ có trong rau xanh, hoa quả, ngũ cốc có tác dụng kích thích tiêu hóa, giảm hấp thụ calo và đường, giảm cholesterol và mỡ trong máu. Ăn ít chất xơ sẽ khiến cơ thể khó tiêu hóa và lưu trữ mỡ ở vùng bụng. Ngủ không đủ sẽ làm giảm hormone leptin, làm tăng hormone ghrelin, làm tăng cảm giác đói và ăn nhiều hơn. Ngủ không đủ còn làm giảm chuyển hóa và đốt cháy mỡ của cơ thể. Tác hại của mỡ bụng. Mỡ bụng không chỉ ảnh hưởng đến thẩm mỹ mà còn gây ra nhiều tác hại cho sức khỏe như tăng nguy cơ béo phì. Mỡ bụng là dấu hiệu của sự thừa cân và béo phì. Béo phì là nguyên nhân gây ra nhiều bệnh lý nguy hiểm như tim mạch, đột quỵ, tiểu đường, ung thư. Tăng nguy cơ tiểu đường, mỡ bụng sẽ làm giảm khả năng phản ứng với insulin của cơ thể, khiến đường huyết tăng cao và gây tiểu đường. Tiểu đường sẽ ảnh hưởng đến các cơ quan như thận, mắt, tim, tăng nguy cơ cao huyết áp. Mỡ bụng sẽ làm tăng áp lực lên các mạch máu quanh vùng bụng, khiến huyết áp tăng cao và gây cao huyết áp. Cao huyết áp sẽ ảnh hưởng đến tim mạch và não bộ, gây nguy cơ đột quỵ, nhồi máu cơ tim, tăng nguy cơ xơ vữa động mạch. Mỡ bụng sẽ làm tăng lượng cholesterol và mỡ trong máu, khiến chúng bám vào thành mạch máu và gây xơ vữa động mạch. Xơ vữa động mạch sẽ làm hẹp và tắc nghẽn các mạch máu, gây thiếu máu cơ tim, não bộ, tăng nguy cơ ung thư. Mỡ bụng sẽ làm tăng lượng hormone estrogen trong cơ thể, làm kích thích sự phát triển của các tế bào ung thư. Ngoài ra, mỡ bụng còn làm giảm khả năng miễn dịch của cơ thể, làm yếu đi sự chống lại các tác nhân gây ung thư. Làm thế nào để giảm mỡ bụng? Để giảm mỡ bụng hiệu quả và an toàn, bạn cần kết hợp 6 biện pháp sau. 1. Giảm lượng calo, đường, chất béo, tinh bột trong khẩu phần ăn hàng ngày. Bạn nên ăn nhiều rau xanh, hoa quả, ngũ cốc để cung cấp chất xơ và vitamin cho cơ thể. Bạn nên ăn ít nhưng nhiều lần trong ngày, tránh ăn quá no hoặc đói quá lâu. 2. Cần ít nhất 30 phút tập thể dục mỗi ngày để đốt cháy calo và mỡ thừa. Bạn nên chọn những bài tập có hiệu quả cao trong việc giảm mỡ bụng như chạy bộ, đạp xe, nhảy dây, plank. Bạn nên tập luyện đều đặn và tăng dần cường độ để có kết quả tốt nhất. 3. Uống ít nhất 2 lít nước mỗi ngày, trước và sau khi ăn khoảng 30 phút. Bạn nên uống nước lọc hoặc nước chanh, tránh uống nước ngọt hay nước có ga. 4. Ngủ ít nhất 7 đến 8 tiếng mỗi đêm, tránh ngủ quá muộn hoặc quá sớm. Bạn nên tạo cho mình một thói quen ngủ đúng giờ và thoải mái. 5. Tìm cách giảm stress bằng cách thư giãn, nghe nhạc, thiền, đọc sách. Bạn nên tránh những yếu tố gây stress như áp lực công việc, xung đột gia đình, vì stress sẽ làm tăng ham muốn ăn ngọt và ăn nhiều hơn, làm tăng lượng mỡ trong máu và tích tụ ở vùng bụng. 6. Bạn có thể sử dụng các sản phẩm hỗ trợ giảm mỡ bụng như kem bôi, băng quấn, máy massage để kích thích tuần hoàn máu và đốt cháy mỡ ở vùng bụng. Tuy nhiên, bạn nên lưu ý rằng các sản phẩm này chỉ có tác dụng phụ trợ, không thể thay thế cho chế độ ăn uống và tập luyện. Gợi ý cho bạn một bài tập tuyệt vời, đó là nhảy dây. Đây là bài tập cardio tuyệt vời để bạn tăng sức bền của cơ bắp, cải thiện tim mạch và đốt cháy mỡ thừa. Cách nhảy dây đúng cách đóng vai trò quan trọng để bạn tối ưu hiệu suất của môn thể dục này. Để tối đa lợi ích của môn nhảy dây, bạn cần chú ý đứng thẳng lưng, mắt nhìn về phía trước, hai chân chụm lại gần nhau và nhảy bằng mũi chân. Giữ khuỷu tay của bạn gần sát hai bên sườn, đặt ngón tay cái dọc theo cạnh của tay cầm của sợi dây. Cầm dây sao cho hai tay đối xứng, hạn chế cầm dây bên cao, bên thấp. Hãy đảm bảo cổ tay không cách xa nhau quá mức. Cổ tay nên thấp hơn so với khuỷu tay. Hãy sử dụng độ dẻo cổ tay để xoay dây khi nhảy. Độ cao lý tưởng khi nhảy dây là chân của bạn cách mặt đất khoảng 3 đến 5 cm. Hạn chế co đầu gối và cẳng chân quá cao khi nhảy. Bạn nên thở bằng mũi trong khi tập luyện.
mang giày thể thao khi nhảy dây, không nhảy dây sau khi ăn no hoặc khi đang đói, khởi động các khớp trước khi nhảy dây để tránh chấn thương. Hãy bắt đầu nhảy với tốc độ chậm và từ từ tăng tốc độ, tiếp đất nhẹ nhàng bằng mũi bàn chân sau mỗi lần nhảy. Mỡ bụng là một vấn đề không chỉ ảnh hưởng đến thẩm mỹ mà còn gây ra nhiều tác hại cho sức khỏe. Để giảm mỡ bụng hiệu quả và an toàn, bạn cần kết hợp các biện pháp như ăn uống lành mạnh, tập thể dục thường xuyên, uống nhiều nước, ngủ đủ giấc, giảm stress và sử dụng các sản phẩm hỗ trợ. Bạn nên kiên trì và lạc quan trong quá trình giảm mỡ bụng để có được kết quả mong muốn. Chúc bạn thành công!